Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học một bài luyện nét rất là căn bản, đó là bài vẽ sọc caro ha. Đối với cái mẫu này thì mình cần phải luyện hai nét, đó là nét dọc và nét ngang. Thì bây giờ mình sẽ luyện nét dọc trước ha. Rồi bây giờ Trinh sẽ chỉ cho mọi người hai cái mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả ha. Mọi người chỉ cần tuân theo hai cái mẹo này cùng với mình luyện tập thêm một xíu nữa thì mình sẽ dễ dàng vẽ được những cái đường rất là thẳng và sắc nét. Cái điều đầu tiên đó là mọi người phải chuẩn bị ra trên một cây cọ thật là nét và mình chuốt cọ thật là kỹ để cái nước sơn khi mà nó thấm đều lên toàn bộ thân cọ thì mình đi được những cái đường nó mới sắc nét ha. Cái điều thứ hai đó là mọi người phải trụ tay thật là chắc ha, và cái điểm trụ đó nó không được thay đổi trong khi mà mình đang vẽ cái nét đó. Khi mà vẽ thì các bạn cũng hơi nằm cái cọ xuống thì nó sẽ giúp cho cái đường của mình nó được thẳng liên tục. Bây giờ Trinh sẽ đi lại nhiều lần để mọi người xem kỹ hơn cái thao tác ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi luyện nét ngang ha. Thì về cơ bản nét ngang nó cũng giống như là nét dọc, mọi người cũng áp dụng hai cái quy tắc vừa nãy. Mình sẽ đi cọ từ từ, hơi nằm cọ và hơi xoay móng về phía bên trái. Ở đây thì cái cọ của mình nó bị hết treo thì mình sẽ dừng lại để mình lấy thêm treo ha. Và trước khi mình đi vào cái đường mới thì mình phải nối lại cái đường cũ trước. Mình làm như vậy thì cái đường của mình nó sẽ được liên tục và nó không có bị đứt đoạn ha. Bây giờ Trinh sẽ thực hiện lại thao tác này nhiều lần để mọi người có thể quan sát kỹ hơn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ mẫu ha. Trước tiên thì là Trinh sẽ vẽ những cái đường ngang song song và cách một khoảng bằng nhau. Tiếp theo thì mình cũng sẽ vẽ những đường dọc song song và có khoảng cách bằng nhau. Trước khi mà vẽ đường dọc thì mọi người có thể bỏ vô đèn hơi tầm 30 giây ha, mọi người không cần phải vẽ liền giống như Trinh. Bây giờ thì mình chỉ cần cẩn thận tô màu và các ô xen kẽ nhau là mẫu của mình đã hoàn thành rồi ha. Một lời khuyên nhỏ cho mọi người là mọi người hãy tập cho thuần thục nét dọc và nét ngang trước, sau đó thì mình cảm thấy mình tự tin rồi thì mình hãy vẽ mẫu. Có một số học viên cũng hỏi Trinh là họ thấy trên mạng có một số cái mẹo để vẽ những cái nét dọc và nét ngang nhanh hơn, đó là mình dùng treo nhện để kéo. Thì họ hỏi là họ có sử dụng được cái cách đó để làm hay không. Thì Trinh mới trả lời là chắc chắn là được ha, mọi người dùng cách nào cũng được hết, miễn sao mà ra đúng cái mẫu sọc caro như vậy là được rồi. Nhưng mà khi mình đang học á, thì cái mục đích của cái việc mà mình vẽ những cái đường nét ngang và nét dọc là để luyện cọ ha, để luyện nét, để luyện cái cách mà mình cầm cọ, chứ không có cần là mình phải làm nhanh hay là sao hết. Nên là đối với những cái bạn mà mới bắt đầu học, đặc biệt là học viên của Trinh, thì Trinh vẫn khuyến khích là mình sử dụng cái cách này để mình luyện cọ và luyện nét trước. Còn cái chuyện luyện tốc độ thì mình tính sau ha. Các bạn có câu hỏi gì thì mình cứ để ở dưới phần comment nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video clip dạy nét từ Trinh sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp mọi người trong video clip tiếp theo.